Cách đây gần 1 giờ đồng hồ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ đã khép lại trong niềm vui của các chủ cửa hàng khi đã bán được một số lượng bánh vượt ngoài mong đợi. Quan trọng là đã góp phần quảng bá nền ẩm thực, văn hóa vùng sông nước đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Đoàn Hậu Giang tham dự lễ hội trưng bày 4 gian hàng bánh ngũ cốc, chè bưởi, bánh bò và bánh chuối. Ngoài các loại bánh quen thuộc thì bánh ngũ cốc đã mang đến màu sắc khác lạ, thu hút đông đảo thực khách đến để chiêm ngưỡng và thưởng thức. Đã có 8.000 chiếc bánh ngũ cốc được bán ra trong 5 ngày vừa qua. Quầy bánh ngũ cốc, loại bánh trước đây chỉ có ở các tỉnh miền Trung, đã được các nghệ nhân ở Hậu Giang biến tấu mang hương vị đậm chất phương Nam, đã trở thành loại bánh mới lạ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Với vị béo của sữa, mùi thơm từ bột gạo và bột bắp được hòa quyện vừa phải, giúp người dùng không quá ngán. Với sự độc đáo này mà qua 5 ngày tham gia lễ hội, hơn 8.000 bánh đã được bán cho thực khách. Đặc biệt, qua lễ hội đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu và sẽ ký kết những hợp đồng mua bán lâu dài. Đây sẽ là điều kiện để loại bánh mới lạ của Hậu Giang đến gần hơn với các tỉnh thành trong khu vực.